Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay Day GameHD. Mình là Son, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Mà Son cũng xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến dành cho tất cả các bạn. Và bây giờ Son xin mời các bạn đi vào trải nghiệm game Hay Day của Son ha. Rồi, thì bây giờ tiếp tục qua một cái ngày mới nữa. Thì bây giờ Son sẽ tiếp tục đi vào sản xuất để chuẩn bị một số quýt lớn để up level lên 130 ha các bạn. Lên móc 130 rất là đẹp ha. Đó. Rồi bây giờ Son sẽ vừa chạy xe vừa sản xuất. Làm cái Son làm cái ô đất như vậy, Son thấy Son thu hoạch nó hơi khó các bạn ơi. Chắc bữa nào phải sửa lại cái khu đất này quá. Son sắp lên 130 các bạn. Rồi, trồng lúa đi. Bây giờ Son sẽ đầu tư trồng lúa thường xuyên các bạn, để kiếm mở rộng các bạn, mở rộng để mở cái ô này các bạn ơi. Đây, Son sẽ mở ô này ha. Đó. Chắc cũng hơi lâu quá. Còn lâu lắm mới mở được các bạn. Rồi, bây giờ mình tiếp tục chạy xe. Rồi, cho mấy Son hết nhất là mỗi lần quà á thì cho mấy con bé này ăn nè. Nó cho mình điểm kinh nghiệm với vật phẩm nâng cấp mở rộng nhiều lắm các bạn. Các bạn cùng đếm với Son ha. Qua wow, 3 cái nè. Đó. Mấy con này nó ăn tốt các bạn ơi. 5 cái. Full bet nha, Son đã full bet rồi các bạn. Để xem cây phải là 11 cái không ha. 6 7 8 Mấy bên đây Son trang trí nó không được đẹp hết rồi. Bên đây là hết rồi. Trang trí mấy bên kia là hết. Bên đây không còn cái gì để trang trí. 9, 10 10 vậy các bạn ơi. 11 chắc nay được 12 quá. Được 11 ha. Cũng như full bet đó là mình sẽ cho tất cả con này ăn là mình sẽ được 11 vật phẩm các bạn. Có khi thì được 12 nhưng mà đa số là được 11 đấy các bạn. Các bạn nhớ đầu tư full bet nha. Full bet rất có lợi vì đầy kho nữa các bạn ơi. Các bạn full bet rất có lợi. Thứ nhất là mình cho nó ăn, nó cho mình điểm kinh nghiệm nè. Thứ hai là nó cho mình vật phẩm, cho nên các bạn hãy ưu tiên đầu tư full bet nha. Các bạn biết tại sao kho Son đầy không các bạn? Tại vì cái quặng á Son nổ, Son để dành cho mấy bạn, có mấy bạn đặt á để dành, Son không có bán ra. Mà giờ nó đầy quá, ngày nào cũng nổ lấy 10 kim cương hết bạn. Hôm nay hiện tại Son chưa có nổ ha. Bữa Son mua hết 2.400 kim cương, giờ Son lên lại được 122 viên kim cương rồi các bạn. Ok, heo hết rồi. Giờ mình sẽ sản xuất heo ha. Có nhiều bạn không biết sản xuất cái thức ăn mà cho con động vật khu bảo tồn á, thì bên đây các bạn, nó là cái bó gom này nè. Đó, nè ha. Bó lúa X3 nè, thì bạn sản xuất cái bó lúa này nè là cho bên động vật khu bảo tồn bên kia ăn ha. Sự kiện hép cây lần này dễ các bạn ơi nè. Son được 78 trên 75 rồi kìa, thì được 10 viên kim cương nha. Hy vọng lần này nó không bị mít nữa, không bị xịt nữa. Có mấy lần trước Son làm clip á, nó bị không hỏng nhiệm vụ các bạn nhớ không các bạn. Lần này hy vọng là không có bị hỏng nhiệm vụ nữa. Để một hồi Son xem coi có bị hỏng nữa không. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ ưu tiên sản xuất con thịt bò, sữa bò các bạn. Sữa bò là mình cần nhiều lắm. Con chuột chơi game khó lắm bạn ơi. 6 cho heo này. Cho heo. Rồi ok. 139. Rồi bây giờ Sơn sẽ mở cái máy cài xem có được máy cài không nha các bạn. Tiền máy cài có 6% thôi. Máy cài đó. Đối bạn là nó ra cái gì nè. Sơn nói là nó ra máy cài nha. Chắc chắn ra máy cài các bạn ơi. Hiện tại bây giờ á, Supercell đang mạnh tay lắm các bạn, đừng có test nha. Bạn test mà xui xui á, nó quét trúng á. Nó quét trúng là 14 ngày nha các bạn. Nếu lần thứ hai á, nó quét trúng lần thứ hai là các bạn biết bao lâu không? 30 ngày, mà lần thứ ba là phá vĩnh viễn nha. Cho nên thôi mình chơi đàng hoàng đây, đừng có dùng thủ thuật vậy các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình chơi mà dùng thủ thuật á là dễ đi đảo lắm nha. Rồi. Thế nên thèn máy cài. Trời ơi. Wow. Tặng bí ẩn trong mục lục của bạn ở đây. Một cái chán thiệt chứ. Rồi tiếp theo là mình sẽ đuổi nó đi các bạn ơi. Chữa yếu giờ xong lên cấp thôi. Rồi tiếp tục. Không. Mấy này Sơn dùng quá trời đó, Sơn đẩy kho là tại mấy thằng này nè. Nhiều hết các bạn. Sơn để dành á. Lên level 76 các bạn. Khi mình lên level 76 thì mình sẽ mua được 2 cái máy ép mía ha. Cái giá bao nhiêu bữa Sơn không để ý, Sơn quên nè. Nhưng mà đến level 76 thì bạn sẽ mua được 2 cái máy ép mía. Hết cá rồi bạn ơi. 9 4 10 3 là hết cá rồi. 7. Rồi bây giờ Sơn sẽ đi lấy cá ha. Lấy cá về sản xuất đi. Có bạn nào mà làm biếng lười câu cá thì sao không? Sơn lười câu cá lắm mọi ơi. Khi nào có sự kiện thì Sơn mới câu thôi, hoặc là làm vụ đua ngựa thì Sơn mới câu cá thôi, còn mấy cái sự kiện câu cá Sơn làm biếng câu quá. Rồi. Kho đầy luôn rồi. Tiếp tục. Các bạn lưu ý nha, khi kho đầy á thì mình cào lúa nó không có ra vật phẩm cho mình nha, các bạn lưu ý ha. Cái lúc bạn cào lúa thì các bạn nhớ để cái kho mình nó chống mọc 2 chỗ trở lên nha. Chứ đừng có để kho nó đầy á. Thì khi mình cào lúa thì nó không có ra nha các bạn. 27. Đây. Khi bạn mở 9 ô á sản xuất nè thì mình rất là lợi ha. Thì clip trước á Sơn cũng đã có làm một clip là mở full 9 ô sản xuất á thì mình tốn 105 viên kim cương nha các bạn. Có nghĩa là bạn sẽ dùng 105 viên kim cương để mở full 9 ô sản xuất. Thì đó, khi các bạn biết được cái số lượng kim cương mà mở full 9 ô á thì các bạn sẽ biết cách tính toán sắp xếp để mở ha. Rồi. Rồi, làm cam nè. 6 9 9. Rồi, chỉ làm hôm nay các bạn. Năm 4 6. Rồi như này. Xong làm mấy cái mức này xong làm hoài không bao giờ có dư các bạn ơi. Xe tải xong nó yêu cầu riết. 58 52 7. 8. Một 6. Ở mới đây hết rồi, chạy nhanh vậy. Hết mâm soi tím rồi. Mâm soi đỏ chứ. 13. Bánh quy gừng nhìn giống cái hình nhân quá các bạn. 18 14 11. Trời, xài chuột mà mình kéo cái chóng mặt luôn. Ok, chín nè, 7 7 8. Cái trái cà cao các bạn thấy nó tốn, trái cà cao là cực kỳ tốn luôn các bạn ơi. 10 3 10 9. Cái này hết luôn trời. Các bạn chạy xe liên tục là bánh của bạn không bao giờ dư nha. Bánh có loại thì rất là thiếu, có loại thì nó dư nhiều. Cái tải nó yêu cầu tùm lum hết trơn. Sao thích nhất cái bánh này nữa các bạn, không biết sao sao thích cái bánh đu nút có nhân này lắm. 12 8. Mấy này nít nhỏ cho nhiều. 6 7. Rồi, ok. Bữa nào xong phải đầu tư hết nguyên cái dàn máy của son 10 full chính đâu, sản xuất hết quá, sản xuất cho nó đã các bạn ơi. Rồi, cái máy này là chuyên gia về cần chai nước tương nữa các bạn. Nước tương không à. Rồi, 6 15 20 23. còn hết nữa rồi. Rồi, Sơn đã đi một tour một vòng để xem đây còn máy này các bạn. Hết luôn. Trời, còn có một thôi. Cacao. Cacao heo thật chứ. Rồi cái máy này đang đứng yên nè. 4 6. Rồi. Hôm nay rồi bây giờ mình sẽ qua tiếp tục chạy xe các bạn ơi. Hết luôn. Chạy xe không chạy mà lên 2 cấp kho không còn gì hết trơn các bạn. Rồi. Đó xó nè. Xó luôn. Trong cuộc săn mở rộng các bạn. Trời, nó ra nhiều. Đó, nó ra 2 cái luôn các bạn thấy không? Lâu lâu nó ra 2 cái ha. Hoàn thành hết rồi. Cái này Sơn mở phá rồi nha các bạn. Cái Sơn thích nhất cái này nè, cho nên Sơn mới mua nha. Đây nè, cái nhà này nè. Đó. Lớn lắm nha các bạn. Và ảnh động mấy con dơi bay bay á, rất là đẹp. Cái này cũng ảnh động luôn nè. Các bạn nào mà có điều kiện thì đầu tư vé nông trại mùa này ha. Trời ơi. Có 200 điểm á. Luôn. Có các bạn đây, thế nên thì bán trong ông mừng cái ghê không các bạn. Nào không có xé hết để các bạn, để đợt sau mình chạy tiếp. Wow, nửa Sơn tiếp tục cục mộng nha các bạn. Đây. 2 chiếc này, hai cờ lan này về sau cho nên rớt tớp cùng điểm, nhưng mà về sau thì sẽ bị mất tớp nha. Mình cùng số điểm phải không? Nhưng mà cái ngựa nào mà càng về trước thì nó sẽ ship trước nha. Đây quà của Sơn các bạn. Không có gì hết trơn á. 1 mảnh ghép, 2 mảnh ghép, 1 cuộn nơ. Thôi đây. Và sao không có gì chứ các bạn. Hơi lâu rồi mình không có vào thị trấn, bây giờ mình vào thị trấn mình hoạt động nha các bạn. Ém người để từ sau mình làm đua ngựa luôn. Rồi. Rồi, đó. Rồi, mình vào thị trấn mình nhém người ha. Đây mình nhém người các bạn, đó, mình nhém người mình đó, để làm nhiệm vụ đua ngựa nha. Hiện tại mình được 29 người rồi. Đây. Các bạn lưu ý, các bạn nhớ làm nhiệm vụ đua ngựa, các bạn thấy cái ai mà nhiều á bạn nhém 9 người nha. Chẳng hạn như nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ha. Đó. Khi mà mình làm nhiệm vụ mà cái ông này thì 9 người rất là tiết kiệm, còn mình làm nhiệm vụ đồ tàu á nó tới 23 người lận. Đó, cho nên các bạn cứ canh. Các bạn thấy Sơn nhém không? Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 luôn ha. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 luôn đó. Bây giờ á Son sẽ kiếm những người nào mà số lượng lớn như nè, mình nhém đó. Khi mà mình nhận nhiệm vụ cái mấy người này ra nè, mình nhận nhiệm vụ là có 9 người à, thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều người. Nếu cái đầu tàu bạn nhận là tới 23 người lận ha, đó thì các bạn lưu ý nha. Trời, không còn người để bắt luôn các bạn ơi. Không còn người để bắt luôn. Rồi, mình sẽ về. Có được 2 người thôi. Mấy con này ăn tốt quá mà mình không có đủ cái bó cỏ, bó gom để cho nó ăn luôn các bạn. Càng mấy con này càng đông thì mình càng tốt quá cái này. Rồi. Có 2 người đến nhém thôi các bạn ơi. Trời. Ok. Ấm. Rồi. Hiện tại được 31/42 rồi. Đang phục vụ nè. Rướng chiến nữa là được 41. Mất giống cây lúa nước rồi. Đó, được quăng đôi đó các bạn. 2 cái luôn. Chậm cái này. Rồi. Rồi, hiện tại Sơn được 684.971 điểm kinh nghiệm các bạn. Đó, còn khoảng 300.000 nữa là Sơn lên level ha. Gán chạy 1-2 bữa nữa là lên các bạn ơi. Mấy cái thổi Sơn nhiều lắm, quá trời. Ủa mấy cái quặng á, quặng sắt nè Sơn nhiều. Thôi các bạn ơi, clip của Sơn đến đây cũng xin tạm dừng ha. Thì hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Các bạn đừng quên để lại cho Sơn một like và một comment nha các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, ủng hộ Sơn luôn nha. Rồi thì thôi mình tạm dừng ở đây ha. Bye bye các bạn.